Xin chào mọi người. Để nó đổ rồi. Phía trước thì nó hơi dập cái mặt thì lên. Dập sao? Đổ ra phía trước đó. Dễ hả? Không, đổ cái đường này. Ủa vậy hả? Thì nó sẽ thấy. Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ like áo len nha mọi người ơi, áo len hàng Quảng Châu 39k, 69k nha mọi người, 39, 69k nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Vẫn bị mờ. Hơi mờ. Hơi mờ một chút. Xíu là lên. Đây đi ha. Xin chào mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ like áo len. Áo len 39k, 69k nha mọi người. Là hàng mới nha. Chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài thôi nha mọi người ơi. Mình sẽ like áo len 39, 69k cho mọi người. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi nha. Mình sẽ mọi người chia sẻ đông đông để cho có nhiều bạn coi nha mọi người. Lên 100 bạn coi mình sẽ like. Mình sẽ like từng mẫu nha. Hôm nay len về rất là đẹp nha mọi người ơi. Hôm nay len về cực kỳ xinh nha mọi người. Rất là đẹp nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp. Áo len áo khoác đầm luôn nha mọi người ơi. Xin chào cả nhà. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ nha. Mẫu đang mặc nha mọi người. Mẫu đang mặc là số 1 nha, 55kg loại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này chỉ có 69k thôi nha mọi người. 69k chỉ áp dụng cho bạn nào chia sẻ và like nha. Chia sẻ và like cái livestream của mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu đang mặc là 55kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Mẫu này số 1 nha mọi người ơi. Bạn nào chốt lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1 nha. Đặng Lệ. Cháu ở 86 của Diễn Lan Miêu Sáp nha cô ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi. Like và chia sẻ bài để mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ. Thôi áo này nha mọi người. Áo này là số 2 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này cũng từ 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Chỉ có 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ nha mọi người. Like và chia sẻ bài nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này số 2 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này có giá là 69k nha. 69k mẫu này nha mọi người. Chỉ cần like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha.
bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 2 nha, cực kỳ đẹp cho mọi người ơi. Mẫu này 55kg loại mực vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Chốt số 2 giùm mình, mẫu này cực kỳ đẹp cho mọi người. Chỉ có giá là 69k thôi nha, 69k mẫu này nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ live stream này sẽ mua được với giá 69k và 39k. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo len 39k nha mọi người. Lên 150 bạn coi nha, mình sẽ like áo len 39k, cực kỳ đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp nha. Xin chào Sương Nguyễn, xin chào mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1 nha, cực kỳ xinh nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp nha. Mẫu len này ở ngoài rất là đẹp, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k áo len này cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương nha, rất là đẹp cho mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình sẽ mua được với giá 69k. Bạn nào thích mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 1 nha, mẫu này cực kỳ đẹp cho mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Xin chào cả nhà. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mọi người ơi, cho em xin một chấm luôn nha. Chỉ cần like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ, mà len cũng rất là đẹp cho mọi người. Hàng len mới về hôm nay cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này là 55kg loại mặt vừa nha mọi người, chỉ có giá 69k thôi nha. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này số 2, mẫu này cực kỳ đẹp, len ở ngoài. Rồi chốt số 3 cho Liên Hoàng nha. Số 3 vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha. Hoác Lâm em ở 86 của Nguyễn Lan Miêu Shop nha chị ơi. Mẫu này là số 3 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Chỉ có giá 69k mẫu này thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này, chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được cái giá cực kỳ rẻ cho mọi người. Hàng len hôm nay về cực kỳ đẹp, rất là nhiều mẫu đẹp, mà giá chỉ có 69k thôi nha. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha, like và chia sẻ bài nha. Mẫu này là số, mẫu này là số 4 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình nha. Bạn nào đã coi livestream cho em xin một chấm nha. Số 4. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha. Mẫu này cũng từ 55kg loại mực vừa, chỉ có giá là 69k mẫu này. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ nha, like và chia sẻ hàng bên mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này 69k, 55kg loại mặt vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5, mẫu này là số 5 nha. Mọi người đang coi livestream cho em xin một chấm nha mọi người ơi. Chỉ cần like và chia sẻ bài thôi nha. Lên hôm nay về cực kỳ đẹp cho mọi người, rất là nhiều mẫu đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5, mẫu này 55kg loại mặt vừa, 55kg loại mặt vừa. Rồi chốt số 5 cho Phúc dễ thương. Chốt số 5 cho Phúc dễ thương rồi nha. Dạ yeah. Con đẹp được ca Phúc già. Phúc chia sẻ bài giùm cháu nha Phúc. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Hôm nay Miu về cực kỳ một lô hàng len rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy sỉ thì có thể inbox cho mình nha, mình sẽ trả lời nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 6. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 6, 55kg rồi lại mực vừa nha. Mẫu này 55kg rồi lại mực vừa nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha. Mẫu này số 6, màu này là màu len nhũ nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 nha. 55kg rồi lại mặt vừa cho mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em.
cực kỳ rẻ nha mọi người. Chỉ cần like và chia sẻ bài thôi nha. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69k mẫu này nha mọi người ơi. Đảm bảo mọi người nhận được hàng sẽ không thất vọng đâu nha. Vì lên lên đợt này về rất là đẹp cho mọi người. Đợt nào cũng đẹp hết. Hôm nay rất là nhiều nhiều mẫu đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 6 nha. Rồi chốt số 6 cho Sương Nguyễn nha. Chị Sương Nguyễn ơi, cho em xin xuống thầy địa chỉ luôn nha chị ơi. Ở đây này. Chị Sương Nguyễn ơi, cho em xin xuống thầy địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị Sương Nguyễn ơi, cho em xin xuống thầy địa chỉ luôn nha chị. Hôm nay lên về rất là đẹp nha mọi người. Rồi chốt số 6 còn không ta? Rồi chúc số 6 cho Phạm Phan Hoàng Anh nha. Phan Hoàng Anh ơi, cho mình xin xuống thầy địa chỉ nha bạn ơi. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 7 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 kèm theo số thầy địa chỉ giúp mình nha mọi người. Mẫu này cũng từ 55kg đồ lại mặt vừa. 55kg đồ lại mặt vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giúp mình nha. Mẫu này số 7 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 7. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giúp mình nha. Phan Hoàng Anh ơi, cho mình xin xuống thầy địa chỉ luôn nha bạn ơi. Hả? Ở bên. Cho mình địa chỉ luôn nha Phan Hoàng Anh ơi. Có gì mình ship hàng cho bạn nha. Mẫu này là số 7. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người. 55kg rồi lại. Phan Hoàng Anh ơi, là bên bưu điện nha. Thu nha bạn ơi. Mình ship code bên bưu điện thu cho mình không rõ nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha. Chỉ có giá 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mẫu này là số 7. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. Rồi ok Phan Thanh Hoàng nha. Bạn nào lấy mẫu này trước số 7 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 7 nha. Phan Hoàng Anh. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người. Cực kỳ đẹp. Rồi chốt số 7 cho Phan Hoàng Anh Oanh nha. Còn rất là nhiều mẫu lên đẹp cho mọi người. Mọi người chỉ cần like, chia sẻ bài giùm em thôi nha mọi người ơi. Like, chia sẻ bài thôi nha. Sẽ mua được. Hôm nay là lên về rất là đẹp cho mọi người. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo len 39k cho mọi người lựa chọn nha. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn đã lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 8 cũng 55kg lại mặc vừa mẫu này. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ nha. Like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Lên cực kỳ đẹp cho mọi người. Chỉ có giá 69k. 69k. Chị chia sẻ cho chị. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm mình nha mọi người. Mẫu này cũng từ 55kg đồ lại mặt vừa. Chỉ có giá là 69k thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này cực kỳ đẹp nha. Lên ở ngoài rất là đẹp cho mọi người. Rất là đẹp. Mẫu này cực kỳ đẹp cho mọi người. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình. Mẫu này số 8 nha mọi người. Cực kỳ đẹp mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 chỉ có giá 69k.
nào like và chia sẻ livestream bên mình nha mọi người ơi. Rất là rẻ. Hàng len hôm nay về một lô hàng len cực, len Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Mẫu này là số 8 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Vì có rất là nhiều đồ mới về rất là đẹp. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá 69k và 39k. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo len 39k cho mọi người nha. 150 bạn coi nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 9. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Vi đi lo dạo Thách Thảo. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này. Rồi ok Ly Phan. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 9 nha. Cũng từ 55kg thôi lại mặc vừa mẫu này. Mẫu này có giá 69k nha mọi người. 69k mẫu này. Chị đứng xịt lại đây. Mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình nha. Rồi chốt số 9 cho Tường Vi nha. Tường Vi ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người. Chỉ còn like và chia sẻ bài thôi nha. Like và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Len hôm nay về cực kỳ đẹp luôn. Rất là nhiều mẫu đẹp. Chỉ còn like và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Lên 150 bạn coi mình sẽ like lên 39k nha. Rồi mẫu len này cực kỳ dễ thương nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình. Mẫu này cũng từ 55kg lại mặc vừa cho mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Cực kỳ dễ thương mẫu này. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 10. Cực kỳ dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha. Mẫu này số 10. Rất là đẹp cho mọi người. 55kg lại mặc vừa chỉ có giá 69k. 69k chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream bên mình nha mọi người ơi. Còn bạn nào không chia sẻ sẽ không. Rồi chốt số 10 cho Phan Hoàng Anh nha. Đẹp rất là đẹp luôn. Dễ thương. Rồi ok Phan Hoàng Anh nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi sẽ mua được clip. Giá rất là rẻ mà len cực kỳ đẹp. Hàng hôm nay rất là đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha. Hàng len hôm nay về một lô hàng rất là đẹp nha. Đẹp nha Phan Hoàng Anh ơi, bạn nhận được hàng bạn sẽ muốn mua tiếp đó. Vì nó rất là rẻ mà rất là đẹp nữa. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu đang mặc nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1 cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đổ lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Len cực kỳ đẹp, ở ngoài rất là đẹp. Mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 1. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1 chỉ có giá 69k, áp dụng cho bạn nào đang coi live stream này nha. Đang coi live mình chia sẻ bài giùm mình nha. Mẫu số 9 hết rồi nha chị gái Roma ơi. Mẫu số 9 em hết rồi nha chị, còn nhiều mẫu đẹp lắm nha. Rồi mẫu này là số 1 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này số 1. Cực kỳ đẹp, len ở ngoài rất là đẹp. Chỉ có giá 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài. 69k mẫu này nha mọi người. Lan Lê ơi có nha em, có rất là nhiều nha em. Chị sẽ like từng mẫu nha.
Mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Mẫu này số 1 chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này, 55kg lại một người nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha, cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Len hôm nay về rất là mới và rất là đẹp. Toàn bộ hôm nay là hàng Len Quảng Châu hết nha mọi người. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 2, cũng từ 55kg trở lại mặt vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài ở bên mình nha. Like và chia sẻ bài bên mình nha mọi người ơi. Mẫu này là mẫu số 2 nha. 55kg lại mặt vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 2. Len ở ngoài rất là đẹp nha mọi người ơi. Len ở ngoài rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha mọi người. Mẫu này số 2 nha. Rồi chốt số 2 cho Nghĩa Phan nha. Bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi chốt số 2 cho Hồng Anh. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với mọi người. Cái bút cao điểm rồi, mẫu này là mẫu số 3 nha mọi người ơi. Mẫu này là mẫu số 3, cũng từ 55kg lại mặt vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 3 giùm mình nha. Chỉ có giá 69k nha mọi người. 69k mẫu này, cực kỳ xinh. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này rất là đẹp, chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 3 nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, rất là đẹp nha. Rồi chị Phan Hoàng Anh ơi, em ở 86 Cù Diễn Lan ở Gia Lai nha chị ơi, chứ không phải là ở Đà Nẵng nha. Rồi chốt số 3 cho Hoàng Yến Hoa nha. Bạn Hoàng Yến Hoa ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ nha bạn ơi. Bạn Hoàng Yến Hoa cho mình xin số điện thoại địa chỉ nha. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người. Cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn. Bạn Hoàng Yến Hoa. Len hôm nay về rất là đẹp nha mọi người. Rồi mẫu len này nha, bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 cho mình nha mọi người. Mẫu len số 4. Rồi sau lưng đây nha mọi người ơi, sau lưng nó như thế này nha. Bạn Hoàng Yến Hoa cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Rồi. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 4 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm em nha mọi người. Mẫu này số 4 cũng từ 55kg lại mặt vừa. 55kg lại mặt vừa mẫu này. 55kg lại mặt vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 cho mình. Mẫu này số 4 chỉ có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ live stream nha mọi người ơi. Like và chia sẻ live stream. Rồi chốt số 3 gì? Rồi bạn Hoàng Yến Hoa ơi. Rồi rồi ok Hoàng Yến Hoa nha. Rồi số 3 em hết rồi nha chị Sương Hạnh ơi. Rồi rồi chốt số 4 cho Hồng Anh nha.
đang tính lấy nào. Đây tính lấy này mà còn nhiều mẫu lắm. Cô có thể... Dạ không nha cô Hồng Anh ơi. Số 3 không được nha cô. Len cực kỳ đẹp nha mọi người. Len hôm nay rất là đẹp. Rồi số 4 của rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 5. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 cho mình. Mẫu này cũng từ 55kg đổ lại mặt vừa nha mọi người. Vậy với giá 69k thôi. 69k mẫu này nha mọi người, cực kỳ đẹp. 69k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha mọi người. Mẫu này số 5. Cực kỳ đẹp nha. Mẫu này số 5. Ở ngoài rất là đẹp mọi người ơi. Rồi chốt số 5 cho Nguyễn Hữu Hòa Giang nha. Rồi chốt số 5 cho Nguyễn Hữu Hòa Giang rồi nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người cứ từ từ coi live stream cho mọi người. Mình sẽ live từng mẫu cho mọi người coi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài để mua với giá cực kỳ rẻ nha. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo len 39k nha mọi người. 39k nha. Hàng len hôm nay về cực kỳ đẹp cho mọi người ơi. Rất là đẹp. Rất là nhiều mẫu đẹp. Rồi mẫu này là mẫu số 6 nha mọi người ơi. Mẫu này là mẫu số 6. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 kèm theo số thoại địa chỉ giùm mình nha. Mẫu này từ 55kg đổ lại mặt vừa chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Mẫu này là số 6. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Mẫu này số 6 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 chỉ có giá 69k. Rồi Nguyễn Mai Hương thấy nha chị ơi. Nhưng mà do chị chị chốt sau rồi em theo mấy chủ nha. Số 5 em là chốt cho Nguyễn Hữu Hòa Giang rồi nha. Mẫu này là mẫu số 6 nha mọi người. Mẫu này là mẫu số 6. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Chỉ có giá 69k thôi. Là hàng mới nha mọi người. Rồi chốt số 6 cho Lan Lê nha. Rồi Lan Lê ơi cho xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Lan Lê ơi, cho xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn Lan Lê ơi. Có gì mai mình ship hàng cho bạn luôn nha. Rồi mẫu len này nha mọi người. Rồi số 6 mình đã chốt cho Lan Lê rồi nha. Rồi ok Lan Lê nha, chị ghé lấy sớm giùm em nha chị ơi. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 7 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình cũng từ 55kg lại mặt vừa. 55kg lại mặt vừa mẫu này. Số 6 hết rồi nha, Hạnh My ơi. Rồi bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Mẫu này số 7 nha mọi người. Cực kỳ đẹp mẫu này. Mẫu này là số 7 cũng từ 55kg lại mặt vừa. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Số 7 nha mọi người ơi. Số này là số 7 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em cũng từ 55kg lại. 55kg lại mặt vừa mẫu này. Mẫu này là số 7. Cực kỳ đẹp nha. Mẫu này là số 7 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em. 55kg lại mặt vừa chỉ có giá là 69k thôi nha. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha mọi người. Mẫu này là số 7 nha. Ở ngoài rất là đẹp cho mọi người. Ở ngoài rất là dễ thương. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Mẫu này rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 7 nha. Còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi nha. Là sẽ mua được với giá rất là rẻ. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo len 39k nha mọi người. 150. Rồi chốt số 7 cho Trần Nguyên nha.
Bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 8. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em. Mẫu này cũng từ 55kg đổ lại mực vừa. 55kg đổ lại mực vừa mẫu này. Rất là đẹp ở ngoài, rất là đẹp nha mọi người. Len cực kỳ đẹp luôn. Mà rất là rẻ nữa. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bao thôi nha mọi người. Số 7. Rồi chốt số 7 cho Hồng Anh nha. Rồi chốt số 7 cho Hồng Anh nha. Rồi chốt số 8. Rồi chốt số 8 cho Nguyễn Hữu Hòa Giang nha. Số 8 chốt cho Nguyễn Hữu Hòa Giang rồi nha. Số 7 thôi rồi. Số 7 sắp lắm rồi. Mẫu này là mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 9 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình. Mẫu này cũng từ 55kg lại mặt vừa nha mọi người. Chỉ có giá 69k. 69k áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream bên mình nha mọi người ơi. Chia sẻ livestream bên mình nha mới có giá 69k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 9 cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp mẫu này. 8 chốt cho Nguyễn Hữu Hòa Giang. Số 8 chưa hết rồi cô Hồng Anh ơi. Số 8 hết rồi nha Hồng Anh. Có đó, đó, màu đen đó. Rồi mẫu này là số 9 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha. Mẫu này chỉ có giá 69k nha mọi người. Mẫu này có giá 69k. 55kg đổ lại mặt vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm em. Rồi chốt số 9 cho Nguyễn Hữu Hòa Giang nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Bây giờ mình sẽ like từng mẫu cho mọi người coi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi. Len hôm nay về rất là đẹp nha mọi người. Rồi cái này nha. Rồi số 9 hết luôn rồi nha cô Hồng Anh ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ bài giùm em. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp cho mọi người. Rất là nhiều mẫu len đẹp. Rồi mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em nha mọi người. 55kg đổ lại mặt vừa mẫu này. Mẫu này chỉ có giá là 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg mặt vừa nha mọi người. Chỉ có giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em. Mẫu này số 11. Mẫu này số 11 nha mọi người ơi. Mẫu số 11 này chỉ có giá. Rồi chốt 11 cho Đặng Hà nha. Đặng Hà nha. Chị Đặng Hà ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi chốt 11 cho Đặng Hà rồi nha mọi người ơi. 11 mình hết rồi nha. Bạn nào chị Đặng Hà ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Có 57kg luôn nha Vi Đào ơi. Vừa mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha mọi người. Thường Nguyễn Hữu Hòa Giang. Đặng Hà là bạn của Nguyễn Hữu Hòa Giang. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình nha. Mẫu này số 12.
cũng 55kg nữa. Lại mặc vừa mẫu này nha mọi người, 55kg, 57kg cũng. Rồi ok, Đặng Hà nha. Rồi em biết rồi nha chị. Rồi cái mẫu này 57kg thôi, lại mặc cũng vừa nha mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này là có giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 12 nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 12. Rồi chốt 12 cho Nguyễn Hữu Hòa Giang nha. Giang ơi, Giang mua về để bán hả? Mặc sao mà hết được Giang ơi. Bạn nào, mọi người đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài về mình thôi nha mọi người. Linh Nguyễn có luôn nha bạn ơi. Có rất là nhiều mẫu nha bạn, rất nhiều mẫu dễ thương. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu này cực kỳ đẹp nha. Mẫu này ở ngoài rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13. Mẫu này số 13, 55kg đổ lại mặc vừa. Mẫu này ở ngoài cực kỳ xinh, rất là đẹp, ở ngoài rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm mình. Mẫu này số 13. Mẫu này số 13 mọi người ơi, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 nha mọi người. Mẫu này số 13, 55kg đồ lại mực vừa. 55kg đồ lại mực vừa mẫu này. Cực kỳ xinh mà cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ. Chị áp dụng cho bạn nào chia sẻ like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Rất là đẹp. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này là 13 nha, số 13 nha. Rồi chốt 13 cho Hoàng Thắm nha. Bạn Hoàng Thắm ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mọi người like và chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài cho mình nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Mọi người cô Hồng Anh ơi, cô thoát ra rồi cô vô lại á là được. Rồi mẫu này nha mọi người, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 14. Mẫu này là số 14, cũng 55kg đổ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55kg đổ lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14. Chỉ có giá 69k mẫu này nha mọi người. 69k mẫu mẫu này nha mọi người ơi, ở ngoài rất là đẹp. Nên cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 14. Mẫu này là số 14 nha mọi người ơi. Số 14 cực kỳ đẹp nha, rất là xinh. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14, chỉ có 69k. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người. Like và chia sẻ bài bên mình nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần like, mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài thôi nha. Rất là đẹp. Cái này chỉ có giá 69k thôi. Mẫu này là số 14 nha mọi người. Mẫu này là số 14. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm em nha. Rồi chốt số 14 cho Ngọc Anh nha. Bạn Ngọc Anh ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Do màu trắng á cô Hồng Anh. Do màu trắng là nó hay bị như vậy á cô. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 15. Mẫu này số 15 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Chỉ có giá 69k, len cực kỳ dày dặn, rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 15 rất là đẹp. Mẫu này cực ở ngoài rất là dễ thương. Mẫu này số 15 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm mình. Mẫu này số 15 nha.
like và chia sẻ bài để mua được với giá 69k nha mọi người. Mẫu này nha, ở ngoài rất là đẹp. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo lên 39k nha mọi người ơi. 39k nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Hôm nay nhà Miu về một kiện, một đồ len. Quên, một cái gì? Len Quảng Châu mới rất là đẹp, cực kỳ xinh. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Một lô len rất là đẹp, lô len hàng Quảng Châu. Toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người. Em mẫu này điệu thế. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 cho mình nha mọi người ơi. Rồi chốt số 15 cho Nguyệt Ánh nha. Bạn Nguyệt Ánh ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Hàng nhà Miu về nguyên xe luôn. Cô Hồng Anh. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Có luôn nha Phan Hoàng Anh ơi, có rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ like từng mẫu nha bạn ơi. Nhiều lắm nha bạn, váy cũng có luôn nha. Cực kỳ đẹp, vải ở ngoài rất là đẹp. Bạn nào mua hàng với mình thì sẽ biết nha. Đảm bảo là sẽ không bao giờ thất vọng. Mọi người ơi, mọi người đang coi livestream cho mình xin một chấm mọi người ơi. Rồi cái này nha mọi người, cái này cũng ở rất là dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm mình nha. Mẫu này là số 20 nha mọi người. 20 mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này? Dạ, cháu biết rồi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 nha mọi người ơi. 55kg đôi lại mặt vừa, chỉ có giá 69k. Mẫu này, cái này ở ngoài rất là dễ thương. Cái này rất là đẹp. Ở ngoài rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 nha mọi người ơi. Mẫu này số 20 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm mình nha mọi người ơi. 55kg đôi lại mặt vừa, 55kg đôi lại mặt vừa mẫu này nha. Cực kỳ đẹp. Rồi chốt 20 cho Hồng Anh nha. 20 vẫn còn nha mọi người ơi. 20 vẫn còn nha mọi người. Bạn nào thích thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình mặc đồ, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Mình tương tác với nhau nè mọi người ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 22 nha. Mẫu này số 22, 55kg lại mặt vừa nha mọi người ơi. 55kg lại mặt vừa mẫu này nha mọi người. Chỉ có giá 69k nha. Mẫu này 69k nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 22. 22 nha mọi người ơi. Mẫu này 22. Ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Len rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 22 giùm mình nha. 22 nha mọi người ơi. Rồi chốt 22 cho Thảo Phạm nha. 22 vẫn còn nha mọi người. Vẫn còn 22 nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại. Rồi chốt 22 cho Hồng Anh nha. Rồi 22 chốt cho Đặng Hà nữa nha. Mọi người ơi, rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này là số 25 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này là 25. 55kg lại mặt vừa mẫu này. Rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 nha. Chỉ có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người. Bạn ở ngoài rất là đẹp, màu đẹp hơn ở trong hình nha. Trong
đen do trực tiếp lên màu này, nó ở ngoài nó nhìn vô nó rất là nhạt cho mọi người, nhưng mà màu ở ngoài rất là đẹp. Màu ở ngoài là màu hồng phấn rất là đẹp. Mẫu này là mẫu số 25 nha mọi người. 55kg đổ lại một vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Cực đẹp, cực rẻ luôn. Chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài ở bên mình nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ hàng chia sẻ livestream ở bên mình nha. Rồi chúc 25 cho Hồng Anh nha. 25 vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào thích thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. 25 vẫn còn nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Có còn rất là nhiều. Mọi người like và chia sẻ là em sẽ tính ra đó. Còn không like, em sẽ kiểm tra nha mọi người. Em sẽ kiểm tra nha. Rồi sĩ yên bức nha Hồng Anh. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này là 26. Bạn nào lấy mẫu này chốt 26 cho mình. Chỉ có giá 69k. 55kg thôi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Màu ở ngoài cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt 26 cho mình nha. Mẫu này 26 rất là đẹp nha mọi người. Ở màu ở ngoài rất là đẹp. Chỉ có giá 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream bên mình. Rồi chúc 26 cho Sương Nguyễn nha. Chị Sương Nguyễn ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị Sương Nguyễn cho em xin địa chỉ luôn nha. Rồi chúc 26 cho thương Sương Nguyễn rồi nha. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha mọi người ơi. Ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này là 27 nha. 12 Hùng Vương. Mẫu này nha mọi người. Mẫu này là 27 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 kèm theo số điện thoại địa chỉ, bên mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha mọi người. Mẫu này 55kg đổ lại mặt vừa nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Mẫu này rất là đẹp. Rồi ok chị Sương Nguyễn nha. Mẫu này là 27 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 27 giùm mình kèm theo số điện thoại chị. 55kg rồi lại mặt vừa. Rồi chốt 27 cho Hằng Nguyễn nha. Hằng Nguyễn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn bạn ơi. Bạn Hằng Nguyễn ơi. Rồi chốt 27 cho Huế Linh ơi, 69k nha chị ơi. Hằng Nguyễn ơi cho xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 28 nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp, 55kg lại một vừa. Chỉ có giá là 69k mẫu này. 69k mẫu này nha mọi người. Rồi Hằng Nguyễn ơi cho địa chỉ bạn ơi. Bạn Hằng Nguyễn ơi cho mình xin lại số điện thoại địa chỉ rõ ràng nha bạn ơi. Ở dưới chị. Rồi bạn Hằng Nguyễn ơi cho xin địa chỉ luôn nha. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu này là 28 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 28 giùm mình nha mọi người ơi. Ở ngoài cực đẹp nha mọi người. Mẫu này là 28, cực kỳ đẹp. Rồi chốt cho 28 cho Hồng Anh. Hằng Nguyễn ơi, bạn ơi bạn cho mình trên like luôn nha bạn ơi. Do rất là nhiều đơn hàng mình sẽ bị lộn quá bạn ơi. Cái gì bạn thông cảm với mình nha. Cho mình trên like luôn nha. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình. Mỏng á cô ơi, mỏng á Hồng Anh. Rồi chốt số 28 rồi nha. À 28 cho Hồng Anh rồi nha. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này cũng cực kỳ xinh. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 30. Mẫu này dễ thương. Mẫu này 30 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài bên mình. Hai. Mẫu này là 30 nha. Mẫu đang mặc là 30 nha. Đang mặc là 30 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm mình nha.
Mẫu này 30 nha mọi người ơi. Chỉ có giá là 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này. Cực kỳ đẹp. Rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30. Mẫu này rất là đẹp mà rất là sang. Màu cũng rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 nha mọi người. 30 nha. Rất là đẹp, mẫu này cực kỳ đẹp ở ngoài, rất là đẹp cho mọi người. Rồi chốt số 30 cho anh Thư nha. Bạn anh Thư ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bên mình bị ẩn comment rất là nhiều nha mọi người ơi. Bạn nào không chia sẻ được hay không bình luận được thì có thể thoát ra vô lại nha. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Len đẹp, cực kỳ đẹp. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 cho mình nha. Mẫu này số 1 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha mọi người. 55kg rồi lại mặt vừa mẫu này. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. 69k thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha mọi người. Mẫu này cực kỳ xinh. Ở ngoài rất là đẹp. Tay dài á. À, tay lỡ nha Hồng Anh. Rồi chốt sâm hồn cho Hồng Anh nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha. Mẫu đang mặc là số 5. Mát mẻ mà rất là dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa chỉ có giá 69k thôi nha. 69k mẫu này nha mọi người. Rầu ok Hồng Anh. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mẫu đang mặc là số 5 nha. Cực kỳ đẹp mẫu này. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k chia sẻ. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mình chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream bên mình nha. Mẫu này là mẫu số 5 nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha. Giữ giá 69k thôi. Rất là rẻ. Rất là rẻ và rất là đẹp. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Cực kỳ rẻ. Rồi chốt số 5 cho Hồng Anh nha. Số 5 vẫn còn nha mọi người ơi. Số 5 vẫn còn. Bạn nào thích số 5 thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Vì có còn rất là nhiều len đẹp. Mọi người tha hồ lựa nha. Bây giờ con bé đi bối rối. Nguyễn Xoa ơi, hàng mới nha chị ơi, không có hàng xây nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này bạn nào lấy. Mua hết đi cô Hồng Anh, bữa nay lên về đẹp lắm. Bữa nay hàng hôm nay về đẹp lắm. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 10 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 10 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 nha. Mẫu này cực kỳ đẹp. Chỉ có giá 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài bên mình. Màu này là màu hồng phấn nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 10 nha.
rất là đẹp, mẫu số 10. Cực kỳ dễ thương, mẫu số 10 cực kỳ dễ thương. Rồi chốt số 10 cho Thu Hằng nha. Bạn Thu Hằng ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Cái nào cô Hồng Anh ơi, cái nào cô nói lại đi để cháu vô cho cô coi. Mọi người ơi, mọi người like chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người like chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình nha. Trong thời gian mẫu mình mặc đồ, mọi người chia sẻ bài cho mình nha. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 11 nha mọi người ơi. Mẫu này số 11. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em. 55 cái là làng mặc vừa mẫu này nha mọi người. 55 cái là làng mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 nha. Chỉ có giá 69k mẫu này. Áp dụng cho mọi người, cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người. Mẫu này là số 11. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em. Cực kỳ dễ thương. Chỉ có giá 69k mẫu này thôi nha mọi người ơi. Đang cực kỳ dài dặn. 69k mẫu này nha mọi người. Số 10 không có màu đen đâu cô Hồng Anh ơi. Không có màu đen nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình. Chốt số 11 giùm mình mẫu này nha mọi người. 55kg rồi lại mặt vừa. 55kg rồi lại mặt vừa mẫu này. Cực kỳ dễ thương, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha. Rồi chốt số 11 cho Thư. Thư Anh nha. Bạn Thư Anh ơi, cho xin số lại địa chỉ luôn nha. Cherry ơi, chị ngon nè. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Em bé của chị Bảo á, Hồng Anh. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 12 cho mình nha. Len hôm nay cực kỳ, len về rất là đẹp nha mọi người. Bạn mẫu này là số 15 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15. Mọi người like và chia sẻ bài để mua được với giá cực kỳ rẻ là 69k nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 nha mọi người ơi. Số 15 giá chỉ có 69k thôi nha. 69k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10. Ủa? Số 15 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 15 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 15 nha. Rất là đẹp mẫu này, giữ giá 69k thôi nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm. Rồi chốt 15 cho Hồng Anh nha. Đông Hy ơi, còn rất là nhiều mẫu nha bạn. Rất là nhiều mẫu len đẹp. Từ 55kg đổ lại mặt vừa nha bạn ơi.
Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nhà mình nha. Mẫu này số 5 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nhà mình. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. 55kg nữa lại mặc vừa cái mẫu len này nha. Len đâu, len gì đó hả? Len gân nha mọi người ơi, len gân nha. Rất là mới. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10. Chốt số 12 nha, mẫu này số 12 nha mọi người ơi. Mẫu này số 12. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình, chỉ có giá 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài bên mình nha mọi người. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 nha. Mẫu này số 12 nha mọi người. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Chỉ 69k mẫu này thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 nha mọi người. Rồi chốt số 12 cho Thư Hồng nha. Bạn ơi cho mình xin số điện thoại luôn nha bạn ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này cũng từ 55kg lại mặt vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 nha mọi người. Mẫu này số 2 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Chỉ có giá 69k. 69k sẽ được áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ live stream bên mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này số 2. Mẫu này số 2 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 55kg đổi lại mặt vừa mẫu này. 55kg đổi lại mặt vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha. Áo này ở ngoài rất là đẹp. Áo này là len nhũ nha mọi người. Len nhũ nha. Hả? Len nhũ. Cháu không nhớ nữa cô Hồng Anh. Bạn nào lấy mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này là số 5. Màu này ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Màu này ở ngoài cực kỳ xinh. Chỉ có giá 69k thôi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài bên mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài bên mình. Mọi người ơi, Bị ẩn comment nhiều lắm cô Hồng Anh ơi. Nếu bạn nào bị có thể thoát ra vô lại nha mọi người, do bên mình không thấy bình luận nha. Còn rất là nhiều len, mẫu len đẹp. Rồi cái này nha mọi người, cái này cũng từ 55kg nó lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 6. Mẫu này cực kỳ xinh. Cái này dễ thương quá à. Cái này ở ngoài cực kỳ dễ thương luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá 69k. 69k áp dụng cho bạn nào chia sẻ live stream. 69k thôi nha mọi người. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 với mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 6. Số 6 nha mọi người. Mẫu cái này ở ngoài cực kỳ đẹp. Rất là đẹp, vải len cũng rất là đẹp. Màu cũng đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Mẫu này số 6 nha mọi người ơi. Mẫu số 6 này cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Bạn nào đã coi livestream cho em xin một chấm nha. Mọi người tương tác với nhau nha mọi người ơi. Rồi chốt số 6 cho Đặng Hà nha. Đặng Hà. Rồi cái Đặng Hà chọn rất là đẹp. Đừng ngoại ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Đông Hy ơi, có thấy bạn nha bạn ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 7 nha. Áo này là số 7 nha mọi người. 55kg nó lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người. Mẫu này
Bạn nào lấy mẫu này chút số 7 cho mình nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mà vừa mẫu này chỉ có giá 6. À thôi, số này số 6 hả? Cái số này, cái này cô chốt đúng không cô? 6 rồi. 6 hồi nãy số 6 hồi nãy hết rồi cô Hồng Anh ơi. Cái này là số 7 nha cô. Bạn nào lấy mẫu này chút số 7 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 7, 55kg thôi lại mặt vừa, chỉ có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream bên mình nha mọi người ơi. Mọi người, bạn nào còn coi livestream Trang xin một chấm nha. Bạn nào chốt nhanh cho về chứ mẫu like đi like, còn mẹ like con ngồi đợi kìa. Bạn nào, rồi chốt số 7 cho Phan Hoàng Anh nha. Không có chụp biểu cảm. Bảy Phan Hoàng Anh. Rồi số 7 Phan Hoàng Anh rồi nha mọi người ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 8 chỉ có giá 69k. 69k mọi người ơi. Mẫu này số 8, 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình. Cô thoát ra vô lại đi cô Hồng Anh. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 8 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 8, 55kg đổ lại mặt vừa mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người ơi. Vì áo len của bên mình rất là nhiều nên mình sẽ like áo trước nha mọi người. Like áo trước nha. Mọi người coi từ từ giùm mình nha, vì rất là nhiều đồ nha mọi người ơi. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình. Mẫu này số 9 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 9. Mẫu này số 9, 69k. Áo này cực kỳ dễ thương. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài để mua được với giá 39-69k. Lên 150 bạn coi em sẽ là áo len 39k nha mọi người ơi. Mẫu này là 69. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 9 nha. Ảo là sao chị Phan Hoàng Anh ơi? Mọi em bán hồi giờ rất là nhiều đơn chị ơi. Mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình. Chốt số 9. Mẫu số 9 này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình. Mẫu này cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa. 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k mẫu này. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Kiểu cái này cực kỳ đẹp ở ngoài, rất là đẹp. 55kg rồi lại mặc vừa. Mẫu này 69k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này là số 10. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình. Số 10 nha mọi người ơi. Mẫu số 10 rất là đẹp, chỉ có giá 69k. Số 10 mình chốt cho Thư Trần nha. Rồi số 10 vẫn còn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt cho mình nha. Số 10 vẫn còn nha. Bạn Thư Trần ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Số 10 vẫn còn nha mọi người. Số 10 ở ngoài rất là đẹp. Số 10 len rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp. Rồi chốt số 10 cho Nguyễn Mộng Điệp nha. Rồi áo này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình. Mẫu này cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa. Bạn nào
Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này mặc rất là đẹp, 55kg lại mặc vừa. Mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 11. Cực kỳ đẹp. Rất là đẹp nha mọi người. Quá đẹp luôn. Do mạng á Hồng Anh. Mọi người đang coi livestream trang xin một chấm nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11, mẫu này cũng 55kg lại mặc vừa cho mọi người. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ. Hàng lên hôm nay về cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Toàn bộ đều là hàng mới nha, không phải là hàng si nha mọi người. Rồi chốt số 11 cho Thu Huỳnh nha. Bạn Thu Huỳnh ơi, cho xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mờ quá. Chị thoát ra vô lại đi chị Phan Hoàng Anh ơi, Biên Thùy. Thoát lại vô, thoát ra rồi vô lại đi. Bên em vẫn coi bình thường, bên em vẫn coi rõ nha. Thì chọn rồi xin. Chị Biên Thùy ơi, chị đang có đơn, chị chọn thêm rồi, có gì em ship hàng cho chị luôn. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình nha mọi người. Số 12 nha. Mẫu số 12 này rất là đẹp, từ 55kg thôi lại mặc vừa, 56kg thôi lại mặc cũng vừa nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá là 69k mẫu này thôi. Rồi chốt 12 cho Vicky Nguyễn nha. 12 vẫn còn nha mọi người ơi. 12 vẫn còn nha. 12 vẫn còn rất là nhiều. Bạn Vicky Nguyễn ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi chốt 12 cho Hồng Anh. 12 vẫn còn nha mọi người. Vẫn còn 12 nha mấy bạn ơi. 12 ở ngoài rất là đẹp. Rồi mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm mình. Mẫu này số 13 chỉ có giá 69k. Rồi ok Biên Thùy nha. Rồi mẫu này, mẫu này số 13. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm mình nha mọi người ơi. Số 13. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 nha mọi người ơi. Chốt số 13. Rất là đẹp, chỉ có giá 69k. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69k nha mọi người ơi. Mẫu này số 13, 55kg rồi lại mặc vừa, chỉ có giá là 69k. Cho những bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha. 69k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 13. Bạn nào còn đang coi livestream cho em xin một chấm nha mọi người. Cho em xin một chấm nha. Mẫu này số 13 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k. 69k mẫu này nha mọi người. Mọi người ơi, trong thời gian mẫu mình mặc đồ, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Còn rất là nhiều đồ lên đẹp nha mọi người ơi. Rất là nhiều đồ lên đẹp nha. Rồi một cái áo khác nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm mình. Mẫu này cũng có giá 69k. Đúng chị. Sáu mươi chín k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha mọi người. Mẫu áo khoác này số 1, 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này là áo khoác chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này là áo khoác 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Mẫu này số 1 nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2. Mẫu này cũng từ 57kg thôi lại mặc vừa. 57kg thôi lại mặc vừa mẫu này. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài 69k mẫu này. Mẫu này là số 3. Mẫu này cực kỳ đẹp. 57kg thôi lại mặc cũng vừa nha mọi người ơi. 57kg thôi lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình. Chỉ có giá 69k, len cực kỳ dày dặn mà cực kỳ đẹp luôn.
rất là đẹp ở ngoài, rất là đẹp nha mọi người. Ngoài đẹp lắm luôn á. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 3. Rồi số 3 chốt cho anh Nguyễn nha. Chị Sương Nguyễn ơi, màu này là màu màu mỡ gà hả chị ơi? Màu áo mẫu đang mặc là màu mỡ gà hả chị? Màu do ánh điện đó nên không thấy rõ màu thôi. Đây, màu đây. Bên mình vẫn coi bình thường nha mấy bạn ơi. Mấy bạn coi mờ, mấy bạn khoát ra vô lại là coi được nha. Đây nha chị ơi. Nè, màu nó như thế này nè. Rồi chốt số 1 cho Hồng Anh nha. Rồi cái màu xanh này mẫu mặc cũng cực đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu xanh này nha mọi người ơi, cũng 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2. Mẫu này số 2 nha mọi người. Chỉ có giá 69k mẫu này thôi. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài giùm em thôi nha mọi người. Like và chia sẻ bài thôi nha. Mẫu này là 69k. Mọi người ơi, mẫu này là màu xanh cobalt nha. Mẫu này 69k thôi. Mọi người chỉ like và chia sẻ để mua được với giá 69k đi ạ. Mọi người tiếp tục like và chia sẻ để mua được. Rồi chốt số 2 cho Nguyễn Hữu Hòa Giang nha. Rồi chốt số 2 cho Nguyễn Hữu Hòa Giang rồi nha chị ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Rồi áo này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình. Mẫu này cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 3 cực kỳ đẹp, 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. Chỉ có 69k thôi. Mẫu này là mẫu số 3 nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp mẫu này. Chỉ có giá 69k. Mẫu này là số 3 nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Cho em xin một chấm luôn nha mọi người. Rồi chốt số 3 cho Sương Nguyễn nha. Rồi số 3 vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào thích số 3 thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Chốt số 3 cho Sương Nguyễn nha. Xanh này đẹp lắm chị. Xanh này là xanh két hả? Hay xanh gì? Xanh lá chuối hả? Đây là chị, xanh này nữa chị. Xanh này cũng rất là đẹp. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu đang mặc thì chốt số 7. Chốt số 7 giùm mình nha mọi người. Mẫu đang mặc là số 7. Từ 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Chỉ có 69k nha mọi người ơi. Mẫu này 69k. Mẫu này là số 7 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em. Ở ngoài cực kỳ dễ thương. Vải len rất là dày dặn, rất là đẹp nha. Rồi chốt số 7 cho Nguyễn Hữu Hòa Giang. Mọi người ơi, bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mọi người tương tác với nhau đi mọi người ơi. Mình tương tác để mình thấy nhau đi mọi người ơi. Bạn nào, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69-69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 9 cho mình. Mẫu này số 9 nha mọi người. Chỉ có giá là 69k mẫu này. Mẫu này số 9 69k nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 7 nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa cho mọi người. Chỉ có giá là 69k. Rồi chốt số 7 cho Liên Hoàng. Số 7 vẫn còn nha mọi người. Số 7 vẫn còn nha.
Bạn nào thích số 7 thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều len đẹp, rất là nhiều mẫu len đẹp. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình thôi là sẽ mua được với giá rất là rẻ. Len cũng rất là đẹp nha mọi người. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi, mẫu đang mặc là số 8 nha. Bạn nào lấy mẫu này trước số 8 cho mình nha mọi người. Mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 8 giùm mình nha. Lên 150 bạn coi. Mới like áo 39k nha Hồng Anh. Mẫu này là mẫu số 9 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình. Mẫu số 9 cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa. 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha. Số 9 cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Chỉ có giá là 69k thôi. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha. Mẫu này số 9 rất là đẹp. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một trắng luôn nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Toàn bộ len hôm nay là hàng len Quảng Châu, là hàng len mới nha. Chỉ có giá 69k thôi. Rồi mẫu này cho mọi người, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này số 5 cực kỳ đẹp. 55kg rồi lại mặc vừa. Chỉ có giá 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ bài giùm mình. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, rất là đẹp. Cái này ở ngoài rất là dễ thương, len rất là đẹp. Mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 cho mình nha. Mẫu này số 5 nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp.